Xin kính chào toàn thể tất cả các quý chị đã quay trở lại kênh bán hàng của Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Có địa chỉ nằm tại lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phía Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Hotline liên hệ 0855 966 966. Và trước màn ảnh nhỏ của quý chị đây, thì Dũng Audi xin được giới thiệu với quý chị một mẫu xe nhập khẩu sedan với một cái giá thành cực kỳ là rẻ thôi. Đó chính là một chiếc Lacetti CDX được sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động, động cơ 1.6 quý chị nhá. Chiếc xe này bên em đang chào bán cho quý chị với mức giá là 225 triệu đồng bao rút hồ sơ. Quý chị nào mà có tầm tiền hơn 200 triệu thì nếu thích chiếc xe này thì alo qua số hotline là 0855 966 966 gặp Dũng Audi để được chốt với giá tốt nhất quý chị nhá. Và bây giờ thì em xin được giới thiệu về mặt tổng thành, tổng quan, chi tiết về chiếc Lacetti CX này. Đối với một chiếc xe sau hơn 10 năm sử dụng thì chúng ta chỉ quan tâm đến máy móc, nội thất và gầm bệ của chiếc xe thôi. Đấy. Còn về mặt sơn si của chiếc xe thì nói thật với các bác luôn là sơn si không còn nhiều đâu các bác nhá. Đấy, chủ yếu mình mua đời như thế này, mình mua chủ yếu về chất xe thôi ạ. Đấy. Bây giờ thì em xin phép được giới thiệu qua một chút về mặt tổng thành của chiếc xe nhá. Ở phần đèn hậu của chiếc xe đây thì em nó được bao bọc bởi đèn halogen. Đấy, các bác nhìn đây, đèn cực trong nhá và sáng này. Đấy, phần đèn hậu cũng không có một vết chảy xước nào luôn các quý chị nhá. Đấy, đèn rất là đẹp luôn này. Em này có cái màn chắc là có cả lắp cam hành trình và có cả cam lùi đây rồi. Đấy, tích hợp trên gương chống chói nha các bác nhá. Chút nữa em sẽ quay cho các bác. Đây, ở bên lái này cũng vậy đây, các bác nhìn phần đèn này. Đấy, trong sáng đầy đủ luôn. Đấy, em này trang bị độ lipo thể thao rồi các quý chị nhá. Vâng, đây ạ, có lipo thể thao đây. Đấy, đầy đủ cho quý chị đây ạ. Đấy. Tay nắm cửa thì cũng đã được trang bị ốp mạ chrome rồi. Đấy, tay nắm cửa cũng đã được trang bị ốp mạ chrome sáng bóng này. Có cả ốp mạ chrome trên phần gương xi nhan này. Đấy các bác nhá. Đấy, về mặt phần đèn thì em nó được trang bị đèn halogen các quý chị nhá. Về mặt phần đèn em nó được trang bị đèn halogen và đèn gầm đầy đủ rồi. Ở xung quanh đây là phần mặt ca lăng được ốp mạ chrome sáng bóng này. Đấy. Đây ạ. Đấy, các bác nhìn phần đèn này ạ, cực đẹp và trong sáng nhá. Đấy, lốp láp thì dày. La răng thì được trang bị la răng đúc 5 chấu và hỗ trợ phanh ABS chống bó cứng phanh rồi. Đây ạ. Đấy, phần lốp đây. Đấy, đầy đủ luôn. Về tình trạng nội thất của chiếc xe cũng như phần keo chỉ. Đấy, cột kèo em cam kết tất cả còn nguyên zin quý chị nhá. Vâng, tất cả cột kèo keo chỉ còn nguyên zin 100%. Nội thất đẹp, nội thất hai màu. Đấy. Các bác nhìn tất cả bệ mặt táp lô này đều như mới nhá các bác nhá. Điều hòa trang bị điều hòa auto này, lấy gió trong gió ngoài, sấy ghế sưởi kính đầy có hết. Đấy, đầy đủ cho quý anh chị. Đấy, đấy, các bác nhìn từ cái củ số này. Đấy, củ số này. Đấy, hoặc cái vô lăng này. Đấy, quá đẹp luôn các quý chị nhá. Đấy, bốn gương kính chỉnh điện đầy đủ, trần lỉ nguyên bản theo xe và có cả tích hợp cam hành trình. Đấy, cam lùi trên gương chống chói này. Đấy các bác nhìn đi ạ. Đấy, tích hợp đầy đủ các bác nhá. Ghế da càng đét nguyên zin theo xe. Đây ạ. Đấy, ghế da nguyên zin theo xe các bác nhá. Đấy, cửa gió điều hòa đầy đủ đây. Và tất cả các bác quan sát từ cái phần ốc này. Đây ạ, những con ốc bản lề chưa hề có tình trạng tháo vặn đâu ạ các bác nhá, nguyên zin hết luôn. Đây. Đấy, tất cả còn nguyên zin. Đấy, cột kèo keo chỉ zin, khóa vẫn còn sáng choang 7 màu này. Đây ạ. Đấy. Về bệ mặt táp ly của chiếc xe thì đây. Đấy, các bác quan sát đây. Nói thật là chiếc xe này cũng vừa mới về thôi. Và em vẫn chưa dọn rửa gì cả. Đấy. Đấy, chút nữa thì em sẽ dọn rửa cho quý chị, căn bản là em sẽ cho lên sóng ngay để phục vụ các quý chị thôi. Đấy, quý chị nào mà có nhu cầu thiện chí thực sự hãy alo nhá. Đây, chỉ chủng của em nó đây. Đấy, chỉ của em nó là chỉ dây điện các bác nhá. Tất cả phần chỉ là chỉ dây điện. Đấy, rất dễ nhận biết thôi. Đấy, kính zin, kính đều đời 2009 hết. Tem mác nhập khẩu còn nguyên đây ạ. Đấy, các bác nhìn đây. Một chiếc xe nhập khẩu lên tem mác nhập khẩu, tất cả còn nguyên đầy đủ cho quý chị đây. Đấy. Về mặt cánh cửa thứ hai ở phía sau đây. Đấy, các bác quan sát tình trạng táp ly này. Tất cả này. Đấy, rất mới nhá. Kính zin này, kính đời 2009 này. Đấy các bác nhá, kính đời 2009 này. Đấy, hàng ghế thứ hai đây ạ. Đấy. Các bác nhìn đây. Tất cả phần hàng ghế thứ hai đây đều rất là đẹp các quý chị nhá, đều rất đẹp. Đấy, trần lỉ nguyên bản nguyên zin theo xe. Đấy các bác nhá, trần rất sạch sẽ luôn.
Nói chung về một chiếc xe đời 2009 thì nói thật là nội thất như thế này là quá là ok rồi. Vâng, quá là ok rồi luôn đấy các bạn. Bây giờ em sẽ đi sang bên hàng ghế lái để quay cho bác xem một chút nhá. Đây ạ. Đấy, xe thì đang trong tình trạng nổ máy. Đấy, xe thì đang trong tình trạng nổ máy. Và ô đô của chiếc xe 2009 Lancetti này đang là 10 vạn các bác nhá. Vâng, ô đô đây. Đấy, ô đô đang là 10 vạn và xe đang trong tình trạng nổ máy rồi. Đấy, tất cả phần nội thất táp lô rất là đẹp. Táp lì cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Đây ạ. Đấy, nội thất đây. Tất cả đều nguyên zin các bác nhá. Đấy, tất cả đều nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện hết luôn. Keo chỉ đây ạ. Đấy. Còn nguyên zin 100% được quý chị luôn. Đấy. Ốc ác còn nguyên đây ạ. Chưa hề có tình trạng tháo vặn nhé các bác nhé. Đây ạ. Đấy. Chưa hề có một tình trạng tháo vặn nào luôn. Tem mác nhập khẩu này. Đấy, các bác nhìn này. Tem mác nhập khẩu tất cả còn nguyên này. Đây ạ. Ốc ác đây. Khóa đây. Đấy. Nguyên 7 màu đầy đủ cho quý anh chị luôn. Rất đẹp. Đấy. Và phần hàng ghế thứ hai đây ạ. Các bác nhìn đây. Đấy. Ở phía dưới đây. Đều đẹp nhá. Các bác nhá. Đấy, đều rất là đẹp luôn đấy ạ. Rất sạch đẹp luôn. Đây ạ. Các bác nhìn đấy ạ. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng. Không có một điểm để chê luôn. Đấy, khoang cốp đẹp, khoang máy chất. Đấy, máy móc thì nói thật với các bác luôn là dòng này thì máy số thì chắc chắn là sẽ không còn zin rồi các bác nhá. Nhưng mà được cái là máy chất. Đấy, qua tầm khoảng 12 năm sử dụng bây giờ bọn em máy số thì tất chắc chắn là không còn. Nhưng mà được cái là máy chất. Về các bác mua chiếc xe này về thì cũng không cần phải làm máy nữa. Đấy, các bác nhá. Còn nếu các bác mua một chiếc xe như thế này mà máy zin thì em đảm bảo với các bác luôn 100%. Các bác đi tầm vài tháng rồi thì bác kiểu gì các bác phải làm lại. Đấy, các bác nhá. Đấy, chứ đừng nghĩ là những chiếc xe mà đời thấp như này bắt buộc phải máy zin đâu. Không phải đâu bác ấy nhá. Đấy, không phải đâu ạ. Bây giờ em sẽ mở một chút cabo lên để quay cho quý chị về phần máy móc của chiếc xe này nhá. Đấy, để cho các bác có thể chiêm ngưỡng về phần máy. Đây ạ. Đấy, các bác nhìn đây. Đấy, tình trạng em cam kết luôn là không có đâm đụng gì đâu. Bao nhiêu, tất cả đều rất là đẹp. Xe đang trong tình trạng nổ máy. Đây ạ. Đấy, các bác nhìn khoang máy đây. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Khô roang nha các bác nhá. Tất cả hệ thống bệ máy này. Đấy, hệ thống bệ máy này. Và cũng như phần hộp số này. Đấy. Tất cả đều còn khô ráo, không có một chút chảy dầu chảy mỡ nào đâu các bác nhá, là ok rồi. Đấy, tất cả hệ thống máy đều nó rất là khô, khô ráo, sạch sẽ, không bị ẩm dầu. Đấy, đây, đấy, các bác nhìn này. Đấy, xe đang trong tình trạng nổ máy. Máy nổ nghe cũng rất là êm, dàn cò đánh rất là đều nhá các bác nhá. Đây, đây các bác nhìn. Đấy, hệ thống máy này. Đấy, máy nổ nghe êm du luôn, không một điểm gì để chê luôn. Đấy, từ phần lắp cabo này nó vẫn còn nguyên cái tem mác này. Đây ạ. Đấy, còn nguyên tem mác nha các bác nhá. Một chiếc xe lắp cabo còn nguyên tem mác như thế này thì kiểu gì lắp cabo chưa hề có bị tháo ra, tất cả còn nguyên zin và chưa có tình trạng sơn lại lắp cabo thì cabo nó vẫn còn nguyên cái tem mác như thế này các quý chị nhá. Đấy, cam kết tình trạng là không đâm đụng. Đấy, máy nghe nổ rất êm luôn. Đấy, cho chiếc Lancetti CX này. Đấy. Đây. Các bác nhìn này. Khoang máy đây. Khô roang luôn các bác nhé. Rất đẹp. Vâng, khoang máy rất là đẹp. Và vừa rồi thì quý chị đã cùng Dũng Audi đi khám phá một cách chi tiết về chiếc Lancetti CX 2009 phiên bản số tự động, động cơ 1.6 nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc và giá đang chào bán tại cửa hàng là 225 triệu đồng bao rút hồ sơ. Sẽ có thương lượng trực tiếp nếu quý chị nào alo qua số hotline là 0855 966 966 hoặc là đến ngay địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phía Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương,
để được chốt xe và được xem xe, chạy thử, cảm nhận xe quý chị nhá. Và một lần nữa em xin phép được tạm dừng video clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý chị vào một video clip tiếp theo. Bác nào chưa đăng ký kênh fanpage của Dũng Audi thì hãy đăng ký kênh, đăng ký fanpage để cập nhật những mẫu xe đang trên đường về quý chị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.